Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 đến 1:30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, kinh số 60, kinh không thể phủ bát, Appanaka Sutta, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải, điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi hoan hỷ đọc kinh lễ báo Tam Bảo. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài đến thưa vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học những phân đoạn cuối của bài kinh không thể phủ bát Appanakasutta. Bài kinh này Đức Phật ngài đã nhắm vào cái luận điểm của một số của các sa môn và la môn, những cái lập thuyết đó như là lập thuyết chủ nghĩa hư vô, chủ thuyết không hệ quả, chủ thuyết ngẫu nhiên, chủ thuyết không có cõi phi vật chất, tức là không có cõi vô sắc, chủ thuyết vô tịch tịnh. Và Đức Phật ngài đã phân tích cho thấy là cái hệ quả của các cái lập thuyết đó như thế nào, đồng thời
đến đoạn cuối là Đức Phật Trời có đề cập đến vấn đề liên hệ giữa cái nhìn và sở hình của bốn hạng người. Ngài nói về bốn hạng người, và cuối cùng thì Đức Phật Thầy cũng có nhấn mạnh đến cái hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người, tức là vị A-la-hán ở đời. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến những cái phân đoạn về chủ nghĩa vô hệ quả, về chủ nghĩa ngẫu nhiên, chủ thuyết không cõi phi vật chất, chủ thuyết vô thực tình. Thì hôm nay được biết là Thượng tọa Giác Đẳng sẽ điềm khuyết cho Thượng tọa Tịnh Quyền, vì Thượng tọa Tịnh Quyền hôm nay ở chùa lễ chân y Tết Tín Nát nên chắc có lẽ cũng mệt, không có thể thuyết được. Bây giờ thì xin mời MC đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Dạ, con xin phép, con hỏi có nghe không dạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Thành, cô Hoa Nguyệt. Bài học ngày hôm nay giáo trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya, kinh số 60, kinh không thể phụ bác, Appanaka Sutta. Tên kinh lấy từ điểm nhất trong nội dung mà qua đó Đức Phật muốn nói về những điều hợp lý rõ ràng để một người có thể chấp nhận đời sống hiền thiện. Bản tiếng Việt dịch là kinh không gì chuyển hướng có thể khiến người đọc hiểu sai chữ Appanaka, mà theo sở giải có nghĩa là không nói khác được, không mơ hồ, chắc chắn chấp nhận được. Avirato Advaita Gami Ekamsa Gahipo. Sala là một ngôi làng nằm trên con đường đi vào khu rừng, có rất nhiều những sa môn tu sĩ lui tới hành đạo. Do nhiều tu sĩ có nhiều luận thuyết và tín ngưỡng về hành trì khiến dân làng nơi rơi vào hoang mang, không biết tin ai, bỏ ai. Một lần đón thiên nhân sư cùng chư tỳ kheo đi ngang làng này, những bà la môn gia chủ nghe biết liền đến ý kiến. Đức Phật do thấy được sự ngờ vực của họ đối với các giáo thuyết đã dạy cho họ về những điều mà một phàm nhân có thể y cứ vào đó để nhận biết đúng, biết sai. Những điều Đức Phật đưa ra là giáo thuyết thịnh hành thời bấy giờ trong xã hội cố ấn. Đối với mỗi quan điểm Đức Phật đưa ra, cả hai quan điểm chấp trì và phủ nhận. Từ hai quan điểm này dẫn đến
thái độ. À, từ hai quan điểm này dẫn đến thái độ và hành động. Thái độ về hành động tạo nên hệ quả vui khổ. 289. Chủ nghĩa vô tác dụng hay hệ quả. Đức Phật đã dạy tiếp về cái nhìn cực đoan vốn quen thuộc ở nhiều giáo thuyết ngoại đạo lúc bấy giờ. Ở mỗi kiến cách, Ngài nêu rõ quan điểm thế nào, quan điểm đối lập và hệ quả giống những phần trên. Những trích dẫn dưới đây chỉ nên mô tả về quan kiến. Kinh văn, chủ thuyết, hệ quả. Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây ra sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, hát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất này, thành một bánh thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn nói những lời đối nghịch với các sa môn, bà la môn kia. Các vị nói như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn. Gây ác não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có tội ác. Và con xin hỏi rằng là âm thanh có được không dạ? Dạ, đợi con một chút. Dạ, nghe rõ chưa dạ? Đợi con. Và các sa môn như vậy có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt,
thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tà ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí, điều phục, tự chế, nói thật đều có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Vì sao vậy? Này các gia chủ, có phải những sa môn và la môn này nói về đối nghịch với nhau? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các gia, ở đây này các gia chủ, có những sa môn và la môn có lập pháp như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm như trên, không đưa đến phước báo. Đối với những vị này thì chuyện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ý pháp, ba ác này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn và la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp, vì rằng có tác dụng. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có tác dụng, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu ai có suy tư rằng không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu ai có ai nói rằng không có tác dụng, thời tự mẫu thuận đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới được chấp trì, và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các giáo chủ, người có trí suy nghĩ như sau: nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của các vị môn và la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay hiện tại bị những người có quý có trí quở trách: người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không tác dụng. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự bất hại, bị những người có trí quở trách. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không gì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm như trên, có đưa đến phước báo. Đối với những vị này, những sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hiệp, sự ấu cấu uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích
và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng có tác dụng, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có dụng, thời đó là chánh. Vì rằng có tác dụng, nếu ai có tác dụng, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có ai thuyết phục người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vì ấy không khen mình che người, như vậy trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình che người, như vậy những thiện pháp sai biệt ấy này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây chủ có vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các sa môn và la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán. Người này theo thiện giới có chánh kiến, chủ trương có tác dụng. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn ngay trong hiện tại, được những người trí tán thán. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy pháp không gì chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vì này chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp. 290. Chủ nghĩa ngẫu nhiên hay vô nhân nhân. Chủ thuyết: bị rè phải không? Để con chút xíu. Dạ nghe rõ chưa? Dạ con xin hỏi nghe rõ chưa dạ? Hết bị rè chưa dạ? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Hình. Dạ. Con xin đọc tiếp. 290. Chủ nghĩa ngẫu nhiên hay vô nhân duyên. Kinh văn: chủ thuyết tất cả do ngẫu nhiên. Này các gia chủ, có một sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, có loại hữu tình bị nhiễm ô. Vô nhân vô duyên, các loại hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loại hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân vô duyên, các loại hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loài, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng sinh ấy hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thác sanh của họ. Này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn đối nghịch với những sa môn, bà la môn ấy. Những vị này đã nói như sau: có nhân, có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Có nhân, có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Có lực, có tinh tấn, có nhân lực, có sự cố gắng của người, tất cả các loài, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loài, tất cả sanh mạng đều không phải không tự tại, không có lực, không có tinh tấn. Không phải các chúng sanh bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự cơ,
bởi bản tánh của họ. Không phải họ hưởng thọ là y theo sáu loài thác sanh của họ. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn bà la môn này nói lên những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ở đây thì các gia chủ, những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, không có nhân, không có duyên như trên, họ cảm thọ khổ lạc. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra sau khi từ bỏ ba thiện pháp, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn bà la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng không có nhân, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng không có nhân, thời đó là tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là không có nhân, thời sự chống thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình che người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì, và tài kiến, tư duy, tàn ngữ, sự đối nghịch của các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình che người, như vậy những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau, nếu không có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung tự cảm thấy an toàn. Nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách, người này theo ác giới, có tài kiến, chủ trương không nhân. Còn nếu có nhân, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh, ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không có chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn và la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, có nhân, có duyên như trên, họ cảm thọ, hưởng lạc. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng có nhân, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng có nhân, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời đó thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là có nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận vào diệu pháp, và sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ,
sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, có vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có nhân thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này, nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các sa môn và la môn ấy đúng là sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có nhân. Còn nếu có nhân thời vị này, cả hai mặt đều sự gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy pháp không có gì chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp. 291. Chủ thuyết không có cõi phi vật chất. Có những chủ trương là không thể có cõi vô sắc. Này các gia chủ, có một sa môn, bà la môn có luận thuyết như sau, có điểm như sau: tuyệt đối không thể có cõi vô sắc. Là một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn, đối nghịch với các sa môn, bà la môn ấy. Các vị này đã nói như sau: chắc chắn có cõi vô sắc. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn bà la môn này nói những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ở đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau: những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan niệm như sau, tuyệt đối không thể có cõi vô sắc. Ta không có thấy như vậy. Những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, tuyệt đối có cõi vô sắc, ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm, thời như vậy không xứng đáng với ta. Những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, tuyệt đối không thể có cõi vô sắc. Nếu lời nói của những sa môn bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ như các chư thiên có sắc do ý sở thành. Còn nếu những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, tuyệt đối có cõi vô sắc. Nếu lời nói của những sa môn bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên vô sắc do tưởng sở thành, do duyên với các gì, với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, khánh tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đều được thấy, nhưng sẽ không có những sự việc này trong cõi vô sắc. Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yểm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp. 292. Chủ vô tịch tịnh kinh. Chủ thuyết không thể có sự tịch tịnh cả hai danh và sắc. Này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không thể có một sự hữu diệt phát quá nít rốt tá toàn diện. Chủ thuyết không thể có sự hiện hữu phi vật chất. Này các gia chủ, lại có một số sa môn bà la môn nói lời mâu thuẫn đối nghịch với các sa môn bà la môn. Các vị này đã nói như sau: có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những sa môn bà la môn này nói những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ở đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau: những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, không thể có sự hữu diệt toàn diện. Ta không có thấy như vậy. Những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Ta không biết, ta không có biết như vậy.
Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm, thời như vậy không xứng đáng với ta. Những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, không thể có một sự hữu diệt toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh chỗ các chư thiên vô sắc do tưởng sở thành. Còn nếu những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sự nhập niết bàn ngay trong hiện tại. Những tôn giả sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, không thể có một sự hữu diệt toàn diện, thời quan điểm này của các vị ấy gần với tham ái, gần với kiết sử, gần với ái lạc, gần với chấp trước, gần với chấp thủ. Còn những sa môn bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau, thể có sự hữu diệt toàn diện, thời quan điểm này của những vị ấy là gần với ly tham, gần với không kiết nhiệt phược, gần với không ái lạc, gần với không chấp trước, gần với không chấp thủ. Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yểm ly, sự vô tham, sự diệt tận đối với các hữu. 293. Liên hệ giữa cái nhìn và sở hành. Do nhận thức tạo sở hành, từ đó tạo nên bốn hạng người. Này các gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở trong đời. Thế nào là bốn? A. Ở đây, này các gia chủ, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. B. Ở đây, này các gia chủ, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Kinh văn. Này gia chủ, có bốn hạng người. Có bốn hạng người này có mặt ở trong đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các gia chủ, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này các gia chủ, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các gia chủ, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các gia chủ, có người vừa tự không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vị này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, từ ngã trú về phạm thể. Và này các gia chủ, thế nào là người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này các gia chủ, có người sống lọa thể, sống ống túng, không theo lễ nghi, liếm thay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, khất thực, không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận từ ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có người bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần.
Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn trong ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn váng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc áo vải, mặc vải gai thô lẫn lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm trừ quăng đi, mặc vải phấn tạo y, mặc vỏ cây chi rita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cắt tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mềm, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cừu. Vị ấy là người sống nhổ rau tóc, là người sống chuyên theo hạnh khổ nhổ rau tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chỗ họ, chuyên sống theo hạnh ngồi chỗ họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước ta để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Và này các gia chủ, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các gia chủ, có người là người đồ tể giết rau trâu bò, là người đồ tể giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm nghề ác độc khác. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các gia chủ, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ, hay một bà la môn triệu phú, vì này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cào bỏ rau tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất, đóng trơn, chỉ có lát cỏ. Vì vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có một con bò cùng với màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và vị bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa, còn con nhé con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ tát ta đã làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc, làm các công việc như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người vừa tự làm hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các gia chủ, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao khát, không có tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, thân trú vào phạm thể. Ở đây, này các gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thề, thế gian giải, vô thượng sĩ, độ ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với
Sa môn, Bà la môn, Thiên, Nhân lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo tóc, bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy xuất gia như vậy, hành trình các học giới và hạnh sống các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa giam dục hạ dục. Vì ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vì ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hài hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vì ấy nói những lời nói như vậy. Vì ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Vì ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống, các loại và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn, từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức và các thời trang, từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ không nhận vàng và bạc, từ bỏ không nhận các hạt giống, từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái, từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ không nhận cừu và dê, từ bỏ không nhận gia cầm và heo, từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai, từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ không buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi,
các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy từ chế ngự các nhân hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khi tai nghe tiếng, mũi người hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng những nguyên nhân gì, và vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện biện pháp khởi lên, vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn, vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn ấy, các căn này nội tâm hưởng lạc thọ không uế nhiễm. Vì ấy khi đi tới, đi khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kết, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi tại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Vì ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời đóng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rõ tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy khi từ bỏ năm truyền cảnh này, các pháp làm tâm uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh với tầm với tứ. Vì ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trụ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tịnh, thanh tịnh, trong sáng, không khấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vì ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành căn. Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ sau khứ cũng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không khấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến sanh tử của chúng sanh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy tri tuệ tri rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang,
Người đẹp đẽ kẻ thay thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng, thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, theo tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không khấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật, đây là khổ. Tuệ tri như thật, đây là khổ tập. Tuệ tri như thật, đây là khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là những hậu loạn. Tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự trì, diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có trở lui đời sống này nữa. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên ngay trong hiện tại, không có dâm tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, từ ngã trú vào phạm thể. Khi được nói vậy, các bà la môn gia chủ trú ở Sa La bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng, mong Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm những người cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa chánh kinh, con đã đọc xong, kính xin cung thỉnh thường tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập, từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Chúng con xin kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Bổn Thầy dạ. Kính đảnh lễ chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin cảm ơn cô Nguyên Xuân với bài đọc ngày hôm nay, bài đọc rất là dài. Mặc dù bài kinh này chúng ta đã chia được hai phần. Tuần trước, thứ bảy chúng ta đã học phần đầu, cũng nhắc về một điều là khi Đức Thế Tôn đến ngôi làng Sa La đó, thì ngôi làng này có cái đặc điểm
là có rất là nhiều Bà La Môn. Chúng ta tạm gọi là một cái làng và tương đối là của giới thượng lưu. Bà La Môn có học thức, có địa vị. Mà bên cạnh đó thì cái địa thế của làng này đó, nó lại đi vào trong một cái khu rừng Mahavat đó. Khu rừng này thì có cây cao bóng mát, có đồi, có núi, có suối, và là một nơi được các vị Bà La Môn, các vị tu sĩ, các vị Sa Môn thời bấy giờ thường tìm tới. Đại khái đó là một nơi mà rất là đắc địa cho đời sống tinh thần, bởi vì rừng núi khả ái thích hợp, mà đồng thời lại có cái làng mạc trù phú ở bên cạnh ven rừng, tức là rừng Sa La, có thể hỗ trợ. Và tự nhiên là Sa La trở thành một cái trục lộ, không phải là giao thương mà là lộ mà các vị tu sĩ thường đi ngang. Và hầu như vị nào đi ngang mà nhận được cái sự cúng dường của những người ở trong cái trấn Sa La này đó, thì những vị này cũng cố gắng trình bày những cái quan điểm giáo thuyết của mình. Có những vị thì đơn giản, nhưng mà lại có những vị mà tương đối là có một cái sức ảnh hưởng rất lớn, thì đã nói lên nhiều cái quan điểm khác nhau. Khi mà Đức Phật và đại chúng tăng già đi ngang Sa La, cũng đi về rừng Đại Lâm, thì thưa quý vị, Ngài cũng đi khất thực, và các vị Bà La Môn ở trong làng đã đông đảo rủ nhau kéo đến để muốn nghe Đức Phật thuyết pháp. Lý do là những vị này được nghe rất nhiều về Đức Phật, được nghe rất nhiều về Đức Phật, và những vị này thật sự là muốn đến để xem Đức Phật Ngài dạy điều gì. Như chúng ta được biết trong bài học ngày thứ bảy vừa rồi đó, là khi Đức Phật gặp vị này đó, thì điều mà Đức Phật Ngài có nêu lên là các vị đã được nghe gì, đã được biết gì, thì các vị này trình bày cái sự hoang mang của mình trước những cái lời trình bày của các vị tu sĩ mà đa phần là trái chống với nhau. Ở trong cái giới mà tôn giáo, trong lĩnh vực tín ngưỡng đó, thì nó hay có cái chuyện là người nói đông kẻ nói tây, người nói kiểu này người nói kiểu kia, và nhiều người nhiều vị giảng quá thì nó thường tạo nên những sự tương phản. Tương tự giống như ngày nay mà có nhiều vị giảng sư pháp sư nổi tiếng cùng làm giữa đạo Phật hết, nhưng mà khi đi giảng thì thường khiến cho Phật tử hoang mang, và kết quả đó là một số theo những vị này, số theo những vị kia. Thì ở đây khi mà các vị Bà La Môn ở Sa La nói như vậy, Đức Phật Ngài đã nêu lên một số những cái lập thuyết mà có thể nói rằng là cái điểm nổi bật thời bấy giờ. Và những điều này đều được các vị Bà La Môn ở Sa La nghe, và có vị tin có vị không. Nhưng mà phải nói rằng đó là những điểm mà tạo cho các vị rất là nhiều cái sự phân vân. Ngày thứ bảy vừa qua chúng ta đã học phần đầu nói về thức hư vô. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, chúng ta đi vào trong một số các cái quan điểm tiếp theo. Một quan điểm tiếp theo ở đây là cái chủ thuyết không có tác dụng, mà trong truyền thống của Phật giáo ngày xưa trong bản chữ Hán á, hay dịch là vô quả kiến. Vô quả kiến là một cái lập thuyết mà cho rằng tất cả những gì mà chúng ta làm, nếu mà nó không có bị cái phản ứng của xã hội thì nó trở thành
hư vô, nó không có để lại cái hệ quả gì hết. Thí dụ như là chúng ta đi ăn cắp, mà cái ăn cắp đó nếu không ai biết, nếu không ai điều tra thì kiểu như không có tội lỗi gì. Giống như trường hợp khi chúng tôi còn nhỏ đó, những người bạn trẻ họ hay có một cái thú vui, đó là đi ăn cắp trái cây nhà hàng xóm. Trừ khi mà chủ vườn mà họ bắt được á, mà họ họ dẫn đến cha nhà cha mẹ để mắng vốn á, thì lúa bị ăn đòn thôi. Còn ví dụ cây trái mà không có ai canh gác, mình lén lên mình hái mà người ta không thấy thì mình ăn xong thì không còn có cái chứng tích, không còn có gì nữa, thì kể như sống xong việc, nó không có để lại một cái hệ quả gì hết. Thì có rất nhiều người, và đặc biệt ở trong thời xưa, khi mà pháp trị lỏng lẻo, cái sự canh gác không có đó, thì người ta nghĩ rằng nếu mà mình sát sanh, trộm cướp, tà hạnh hay là làm các ác nghiệp khác như là nói dối, nói tâm thọc vân vân mà không ai biết thì nó không tạo nên một hậu quả gì. Thì cái đó chúng ta gọi là vô quả kiến. Chứ vì khi mà điều này được nêu ra đó, thì chúng ta thường muốn phản bác bằng cách chứng minh về giáo lý nghiệp báo, về đời sau, về nhân quả luân hồi, vân vân. Nhưng mà Đức Phật, Ngài khuyên chúng ta khi mà đối diện với những cái lập thuyết như vậy đó, thì nên dùng cái gọi là cái common sense. Common sense tức là những cái suy luận bình thường thôi, không cần phải cao xa. Những cái cách suy nghĩ bình thường, coi vậy mà nó tốt về nhiều phương diện lắm. Ở đây cái suy nghĩ bình thường nào mà nó khiến cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhìn của mình. Bây giờ thì khi mình theo đuổi một quan niệm gì đó, thì không cần phải chờ đến đời sau hay là dài dòng lý thuyết, mà chúng ta nên để ý hai điều. Điều thứ nhất á, là những gì chúng ta làm đó, thì những bậc hiền trí có quả trách hay không. Ví dụ trong cuộc sống, mình ngó chung quanh, ngó tới nó lui, những người mà gọi là thiện trí, những người chúng ta gọi là những người tốt trong xã hội, thì những người đó gọi là tốt á, mà có ai mà chấp nhận được sự trộm cắp, có ai mà chấp nhận được cái sự gian dối, có ai chấp nhận cái sự đâm thọc, có ai chấp nhận cái lời nói độc ác, không có. Nếu mà chúng ta nhìn những người chung quanh, thì bây giờ cuộc sống mình á, cho dù bản thân của mình không biết trời, không biết đất, không biết tội, không biết phước, nhưng mà mình để ý, thế nào trong cuộc sống cũng có những người sống tốt, sống an lạc. Những người sống tốt, sống an lạc đó, chúng ta tạm gọi là những người thiện trí. Dĩ nhiên ở đây Đức Phật Ngài dạy cái gọi là người thiện trí đó, thì Ngài dạy có cái chiều sâu là như các vị A-la-hán, các vị tu hành. Bây giờ những người này cho rằng họ không biết về những người tu hành đi, nhưng mình ngó tới ngó lui trong xã hội đó, ở chung quanh mình đó, có những người họ rất tốt, họ sống an lạc. Thì để ý con người đó có chấp nhận những cái không đàng hoàng, những cái ăn gian, nói dối, những cái trộm cắp, những cái sát sanh, những cái tà hạnh không? Không. Thì đó là điểm đầu tiên mà chúng ta để ý. Và điểm thứ hai đó là mình để ý coi cái quan điểm đó, đó nó có làm cho đời sống tốt hơn hay là xấu hơn. Cái này mình phải để ý nhiều. Ví dụ mình tin là không có quả, không có quả báo, không có tác dụng, hành động thiện ác không quả báo, thì bằng cái suy nghĩ đó đó, con người mình có tốt hơn không?
hay là mình càng ngày càng lún sâu vào những cái việc làm tội lỗi hơn, đáng sợ hơn. Ở bên Mỹ thì quý vị có những người họ phạm tội ác rồi họ ở tù. Khi mà vừa mới ra khỏi tù là họ phạm tội ác nữa, là tiếp tục ở tù. Nhưng mà không, chưa bao giờ mà họ suy nghĩ được là những cái việc làm của họ đó, nó chẳng có đáng cái gì hết. Nó chỉ là giật, cướp giật một chiếc xe, hãm hiếp một phụ nữ, rồi cuối cùng năm dài tháng rộng bị giam cầm trong nhà tù. Thật ra nó không có đáng. Nó không đáng để thỏa mãn một cái gì đó, để đánh đổi cả tự do của cuộc sống của mình. Nhưng mà đa số những người mà gọi là phạm tội mà liên tục như vậy, tại vì họ thường không có chịu nhìn vào cái hậu quả của hành động, gọi là vô quả kiến. Thì Đức Phật dạy rằng những người nào đó mà bằng cái nhìn của mình, do tà kiến tạo nên tà tư duy, do tà tư duy tạo nên tà ngữ, ở trong cái tà ngữ nó có một cái là khen mình chê người, tự tán quỷ tha đó, thì mình phải thấy rằng nó có vấn đề. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy như vậy là khi mà ác nghiệp chưa chín mùi, thì người ác chưa thấy là ác. Đến khi nghiệp chín mùi, thì người ác mới thấy là ác. Khi mà thiện nghiệp chưa chín mùi, người thiện chưa thấy là thiện. Khi mà thiện nghiệp chín mùi rồi, thì người thiện mới thấy là thiện. Thưa quý vị, bây giờ một cái chuyện mà rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta đó là đôi lúc hành động và cái quả của hành động đó, nó không thể thấy liền được. Nó phải mất năm tháng, năm dài tháng rộng thì người ta mới thấy được cái hệ quả của nó. Không phải là cái hệ quả nào cũng thấy bình thường hết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chúng ta sống ở trong một xã hội mà tiêu thụ thôi, xài quá nhiều những cái bao plastic. Tôi nghĩ rằng plastic nó tiện lợi. Dĩ nhiên là nó rất là tiện lợi đó. Nhưng mà rồi bao plastic nó đi về đâu? Bao plastic nó đi vào những đống rác. Nó đi vào sông, vào suối. Và như ở Việt Nam hay một số các quốc gia Á Châu thì nó được thải ra con sông rồi thải ra biển. Rồi plastic nó ra vào lòng đất, nó ra biển mà nó không mục nát, có khi cả trăm năm mà nó vẫn còn đó. Thì nó tạo thành cái gì? Nó tạo thành một cái sự ảnh hưởng tai hại đến môi trường sinh thái, những con vật ở dưới biển và bao nhiêu thứ khác. Thì thật ra ngày hôm nay chúng ta đi vào một số các siêu thị của Mỹ như ở California, người ta hỏi mình về chứ mình muốn lấy bao giấy hay bao plastic. Và bây giờ rất nhiều siêu thị như California hay bên Âu Châu đó, người ta không cho chúng ta muốn lấy bao nhiêu lấy, mà thay vào đó thì người ta bán. Mình đi chợ, muốn mua lấy cái bao phải trả thêm 10 cent. Và nhờ như vậy hạn chế cái số người mua bao plastic lại. Chúng ta thấy rằng cái việc mà xài bao plastic, nếu mà nhìn trước mắt thì nó tiện, nó tốt nhiều thứ. Nhưng mà gọi là cái hệ quả về môi sinh đó, thì chúng ta phải đọc rất nhiều thì chúng ta mới biết nó ảnh hưởng. Thật ra đối với cuộc sống của chúng ta đó, nó có nhiều cái chuyện rất là sâu xa, rất là tế nhị, mà không phải là chúng ta hiểu được hết những cái hệ quả. Con người của chúng ta lạ lắm, thưa quý vị. Chúng ta thường hay tin vào cái nhìn cạn gợt của mình, cái nhìn chuyện trước mắt thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy chuyện đường dài. Rất khó để chúng ta thấy được rằng những gì mà mình đang làm ngày hôm nay, đang nói hôm nay, đang suy nghĩ hôm nay, nó ảnh hưởng tới ngày mai, tới ngày mốt. Một người mà có một chút suy nghĩ thôi đó, thì cũng dễ dàng thấy rằng buổi sáng mình thức dậy, mình thức dậy như thế nào, mình suy nghĩ cái gì, mình nói cái gì, nó ảnh hưởng đến trọn ngày. Không có ai buổi sáng thức dậy mà đầu óc hận thù, phiền não, mà cái ngày đó mà tiếp theo là những chủ ngày hạnh phúc hết. Nhưng mà nếu chúng ta buổi sáng thức dậy tâm tư rất là thảnh thơi, thanh thản, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ,
hoặc là tụng kinh, hoặc nghe pháp, hoặc giả là mình bắt đầu một ngày mới mà mình không có hận thù ai, bắt đầu một ngày mới mình không có phiền não, thì thưa quý vị, cả ngày hôm đó chúng ta được an lạc nhiều thứ mà người ta không thấy về điểm này. Vậy đây là vấn đề mà nếu mà chúng ta dùng cái quan niệm bình thường của chúng ta thấy rằng cái nhìn sai đó nó sẽ dẫn đến cái hệ quả rất là phiền, là đời sống của chúng ta càng ngày càng đen đúa, càng tiêu cực hơn, càng có nhiều phiền não ác hạnh hơn. Điều đó thấy rõ chứ không cần phải lý thuyết sai dời. Thưa quý vị, sau cái vô quả kiến thì có một cái thuyết, ở đây chúng ta gọi thuyết về ngẫu nhiên hay là vô nhân kiến. Dạ, vô nhân kiến hay là ngẫu nhiên đó là cái chuyện đó là cho chuyện tình cờ thôi. Giống như cái cách nói của người Việt Nam bây giờ đó, mình hỏi rằng cái chuyện đó nó có, mình nhắm nó có tốt không, hoặc nó hên xui. Mình nói thì nghe cũng vui vậy. Đúng là nhiều lúc mình không biết làm sao gọi là hên xui, nhưng mà mình trả lời rồi mình không biết làm sao thì nó dễ hơn, nó đỡ hơn là mình nói là hên xui. Cái chữ hên xui nó có nghĩa là ngẫu nhiên. Dạ, cái chuyện may rủi, giống như bây giờ mình quăng cái đồng bạc lên thì hoặc là hình hay là chữ là do hên xui, là do ngẫu nhiên. Tuy nhiên ở trong cuộc sống này, nếu một người hiểu được rằng có rất nhiều chuyện xảy ra, nó là chi phối của cái nghiệp quá khứ, do nhân, do duyên đó, thì nó cho chúng ta một cái hình ảnh khác, rất khác. Thời Đức Phật còn tại thế đó, có nhiều cái việc ảnh hưởng. Thí dụ như là có những cái người rất là hiền, như là Ngài Chắc Cú Ba Lá, là một vị A-la-hán. Do tu tập nhiều quá, do tinh tấn nhiều quá mà đôi mắt bị mù, bởi vì thiếu ngủ. Nhưng mà Ngài nhất định không, Ngài tu tập. Thì khi mà các vị tỳ kheo trình lên Đức Phật, tại sao một người tu hành đắc đạo chứng quả mà lại bị mù như vậy? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái mù đó không phải là do tu tập, mà cái mù đó là do một cái ác nghiệp từ trong quá khứ. Ngày chưa từng làm vị thầy thuốc, và rồi khi mà chữa bệnh, thì trước khi chữa cho một người bị đau mắt á, thì người đó nói rằng nếu mà chữa xong thì trả tiền. Nhưng khi mà chữa vị này lành rồi đó, thì cái người bệnh đó họ có cái ý gian là họ nói mắt họ chưa hết, vẫn còn không thấy được. Thì cái vị thầy thuốc á, đâm ra tức giận và khởi một cái tâm ác, là chế một loại thuốc khác. Và khi vị này để vào trong con mắt đã chữa lành rồi, bây giờ để vào mắt, mắt nó mù luôn, mù vĩnh viễn luôn. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó là cái chuyện quá khứ xa xưa, nó có nhân có duyên. Nhưng mà bây giờ thì mình không thấy được đâu. Dạ, mình không có thấy được. Mình chỉ thấy là ô, vị này tu hành, tu tinh tấn như vậy, tu tốt như vậy mình bị mù. Thì như vậy, quá thật đó là một cái điều mà mình rất là, mình thấy nó rất là kỳ. Nhưng mà cái chuyện mình tu ở kiếp này là một lẽ, mà cái nghiệp ở trong quá khứ xa xưa nó là một lẽ. Chứ không phải là mình nói rằng cái chuyện mình tu mà mình đắc đạo hay mù là chuyện ngẫu nhiên hay chuyện tình cờ. Không phải như vậy. Và do vậy, khi mà chúng ta đi vào trong cuộc đời, thỉnh thoảng mình bắt gặp nhiều cái sự việc vui khó, buồn có. Mà nếu là người có hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp, thì chúng ta không nói mình sao mình xui quá, sao mình hên quá. Cái hên, cái xui nó là ngẫu nhiên. Nhưng mà kỳ thật là đúng theo trong
cái thế giới hiện tượng thiên nhiên nó có những nguyên nhân rất sâu xa. Những nguyên nhân đó đó, nó có thể mất thời gian 10 năm, một đời, nhiều đời, nó mới trổ quả, nó mới hiển hiện. Và chúng ta không có đủ cái nhìn xuyên suốt, thì cái gì mà xảy ra trước mắt thì chúng ta gọi là ngẫu nhiên. Nếu chúng ta có một ngày nào đó mà đi ngang một khu phố, mình nhìn thoáng qua hàng cây đó, những căn nhà đó, những cái hoa nở đó, và mình nghĩ rằng tất cả những thứ đó nó có mặt do sự tình cờ ngẫu nhiên, thì thật ra nó không phải ngẫu nhiên chúng ta, như chúng ta nghĩ đâu. Dĩ nhiên là một buổi sáng mùa thu, trời rất đẹp, tôi đi ngang một khu nhà, ở trước nhà có một cái cây hoa chuông vàng, hoa vàng nở rất đẹp, thì mình cũng có khả năng gì để mà mình phân ra cái hoa chuông vàng đó tại sao được trồng ở đó, do ai trồng, vân vân. Nhưng mà chắc chắn nó có nguyên nhân. Tuy nhiên những cái nguyên nhân đó thì chúng ta có đủ thì giờ để điều tra và không có khả năng để biết, thì thôi thì mình thấy mình biết rồi, có một cái cây hoa chuông vàng đang nở rực như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó không có nguyên nhân. Nên nhiều khi mình nói chuyện nghe nó vui, nhưng mà người Phật tử và biết Phật pháp thì tránh không có dùng cái chữ gọi là hên là xui. Tại vì cái chữ hên và xui đó nó nói lên cái quan niệm ngẫu nhiên mà chúng ta gọi là vô nhân kiến. Nó không phải là chuyện hên xui đâu. Hên xui đó nó là cái chuyện mà mình nói rằng nó xảy ra thì nó xảy ra thôi. Tuy nhiên đằng sau đó là những nguyên nhân sâu xa mà chúng ta thấy được hay không thấy được mà thôi. Thưa quý vị, hai cái quan điểm kế tiếp, cái quan niệm mà cho rằng không có cõi vô sắc hay là không có cõi phi vật chất, thì như chúng ta biết, trong Phật pháp đề cập đến tam giới là ba cõi, là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc. Cõi dục giới và cõi sắc giới đều là những cõi mà cuộc sống nó nương giá vào vật chất. Vật chất ở đây chúng ta nói đến tứ đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đất nước là gió. Nó có thô, nó có tế, giống như là trong hiện tượng vật chất á, thì chúng ta thấy rằng có những thứ mà chúng ta thấy bằng con mắt bình thường, có những thứ mà chúng ta thấy bằng tia X-ray, có những thứ chúng ta thấy bằng ultraviolet thì cực tím, những cái viễn vọng kính như là viễn vọng kính Hubble hay là vọng kính Chandra đó, nhờ vào những cái tia cực tím cho chúng ta biết về một cái thế giới mà con mắt thường chúng ta không thể thấy được. Tại sao mà cái quan niệm mà không có cõi vô sắc, không có cái thế giới phi vật chất, nó lại mà là một ảnh hưởng? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta sống trong một thế giới mà mắt tai nghe mũi người lưỡi nếm thân xúc chạm. Nói một cách khác là đa số con người chúng ta sống trong một cái thế giới của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó. Chúng ta luôn luôn liên tưởng đến vật chất. Thế giới mà chúng ta ở đó là thế giới của phố thị, của đường xá, của bầu trời xanh, của mây trắng. Và như vậy tất cả tạo nên bởi hiện tượng vật chất. Nhưng mà để ý lắm thì là chúng ta thấy rằng đằng sau cái thế giới vật chất đó, nó còn có cái hiện tượng về tâm,
tâm thức. Tâm thức có thể khiến cho vật chất khác đi. Cũng thời mùa thu, và đôi khi chúng ta nghe mùa thu rất là ảm đạm, rất là buồn tẻ. Và cũng thời mùa thu mà chúng ta thấy sự rực rỡ của lá vàng, lá đỏ. Cũng thời mùa thu mà chúng ta thấy rằng rất là vui tươi nhộn nhịp của những ngày mùa, của những lễ hội. Cái cảm nhận của tâm thức. Và đằng sau đó nữa, đó là những cái sự huyền nhiệm của tâm thức. Ví dụ như là linh cảm của chúng ta về một điều gì đó. Chúng tôi đã từng chứng kiến, tận mắt. Có một lần chúng tôi đi Seattle và với một anh Phật tử, anh này, anh đang đi như vậy. Đang vui, trong chương trình văn nghệ vui. Nhưng mà anh đổi sắc mặt và nói với chúng tôi rằng, sao con thấy trong lòng khó chịu quá. Không biết ở nhà có bị gì không? Thì ngày qua thượng hồi giác, thì nói thì nếu muốn thì gọi về nhà. Thì thật sự là khi hai vợ chồng có mặt ở đó đó, thì không có chuyện gì để lo cho người vợ. Và hai đứa con đó, thì lại là đang vui chơi ở phía sau ở ngoài chùa. Như nhất ở bên nhà đó, ở Seattle chỉ còn có bà má thôi. Và anh gọi điện nhà gọi không được. Rồi anh gọi người hàng xóm qua, gọi một người nào đó quen chạy đến. Thì rốt cuộc là bà má ra phía sau làm vườn. Không phải là vườn mà đi hái bầu, hái mướp gì đó. Rồi trượt chân mà chảy máu chảy ra, mà không có gượng dậy được, nằm đó. Mà không tới kịp là chết rồi. Thì thưa quý vị, giữa Seattle và Vancouver đó là hai tiếng lái xe. Mà người mẹ vợ đó là trượt chân nằm đó mà không có cách gì, mà kêu cứu không gì được hết. Và anh này, anh chỉ cảm nhận ở trong lòng là có gì đó nó bất thường. Và quả thật sau đó, khi mà anh liên lạc về, người ta đến thì người ta tìm ra được. Thì thưa quý vị, điều đó nó cũng là một trong những dấu hiệu cho chúng ta biết rằng cái thế giới này nó có một cái sự việc nó liên quan đến tâm thức. Ở trong cái tâm thức thì nó vượt xa những gì mà chúng ta hiểu, chúng ta nói. Hồi nhỏ tới lớn á, mình sống, mình cũng hình hài đó, cũng cơm nước, cũng thành phố, cũng lớn lên. Nhưng mà do sự giáo dục, do cái gọi là văn hóa, cái gọi là tôn giáo, cái gọi là nhân sinh quan, cái gọi là sự cảm thụ cuộc sống đó, nó khiến cho đời sống khác nhau. Tại khi mà một người sống lâu, thì chúng ta biết rằng có một thứ, một cái lực rất mạnh, đó là cái lực của tâm, hay nói theo người đời gọi là đời sống tinh thần. Nhưng cái tâm thức á, thì chúng ta thường thường nghĩ rằng nó luôn luôn nó gắn liền với vật chất. Thị giác gắn liền với con mắt, thính giác gắn liền với lỗ tai, khứu giác gắn liền với lỗ mũi, vị giác gắn liền với lưỡi, xúc giác gắn liền với thân. Nhưng mà có một thứ mà vượt khỏi cái điều đó, thì thứ vị chúng ta gọi là tâm thức. Tâm thức có thể không liên quan tới vật chất, mà nó thậm chí có những cái cõi là phi vật chất hay là cõi vô sắc. Thời đại mà chúng ta đang sống, thưa quý vị, người ta nói đến một thứ gọi là AI hay là Artificial Intelligence, là sự thông minh nhân tạo. Thì sự ra đời của cái công nghệ về thông minh nhân tạo đó, nó có thể khiến cho người ta thấy rằng sự thông minh đó, nó dựa trên cái chip và nó dựa trên những cái thảo chương và những lập trình của điện toán. Có lập trình điện toán và có những cái
processor hay là những cái chip mà đủ mạnh, đủ tốt thì nó sẽ tạo nên những cái trí thông minh nhân tạo. Nhưng mà kỳ thực đó là những phản ứng này. Nó không có khả năng suy nghĩ, cảm thụ cái khác biệt giữa cũng cảnh đó, nhưng mà tại sao nó thấy lãng mạn, có những cảnh đó nó cảm thấy buồn nản, cũng điều đó nó thấy cái hay cái dở. Mà thực sự ở trong ý nghĩa sâu xa thì cái artificial intelligence, cái thông minh nhân tạo nó chưa làm được. Vấn đề là nếu người ta nghĩ rằng tất cả những cái tư duy, tất cả những trí tuệ, tất cả những cái cảm giác con người nó đều dựa trên cái cơ sở processing của cái chip, của cái của cái lập trình điện toán đó, thì thưa quý vị, chúng ta rất còn trong lòng tâm thức đến ngày hôm nay, cho dù người ta đã cố gắng để lập một cái bản đồ về cái phản ứng thần kinh qua bộ não, nhưng mà người ta vẫn chưa hiểu hết. Người ta nói rằng đó là một chi tiết bí mật rất là nhỏ, rất là nhỏ, rất là bí mật mà chúng ta không có thấy rõ được. Dù sao đi nữa thì chúng ta không cần là một nhà khoa học, chúng ta không cần là một vị A-la-hán có thần thông hay là một vị nào đó mà đi sâu vào được nội tâm. Chúng ta có thể thấy được một điều ở trong cuộc sống hàng ngày rằng có rất nhiều trường hợp nhận thức của tâm nó rất độc lập với vật chất. Các họa sĩ họ nói rằng cũng trái táo đó, cũng tâm tư đó. Nhưng mà khi mà mình đói mình thấy khác, khi mình no mình thấy khác, khi mình thành công thấy khác, buồn mình thấy khác. Cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cái sự cảm thụ, cái nhận thức đó, nó sâu xa, nó tinh tế, chúng ta biết rất là nhiều. Vì vậy, ở đây có một điều mà chúng ta nói như vậy là có thế giới của vật chất thì cũng có thế giới của tâm thức. Và gốc cây cục đá nó là những gì thuộc vật chất không có tâm, thì đối ngược lại thì nó cũng có thế giới có tâm mà có vật chất. Và dĩ nhiên là chúng ta dựa trên lý luận, nhưng mà rồi tại sao mà các vị Bà La Môn chủ trương như vậy để dẫn đến một cái hệ quả? Cái hệ quả đó, thưa quý vị, là người ta không tin rằng có một thứ, có một cái sự sống mà đã thuần về tâm thức, gọi là phi vật chất. Thì tự nhiên người ta sẽ nghiêng nặng về vật chất, và quan niệm mà nghiêng nặng về vật chất và vật chất mang cái yếu tố quyết định đó, thì điều đó đó nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là nếu vật chất không có tồn tại liên tục, ví dụ như là tâm thức, thì chúng tôi nói ngũ quan thì nó dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là nói theo kinh Phật thì đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Và khi các căn mục rã rồi đó, thì thưa quý vị, cuộc sống chấm dứt. Cũng như là tuần rồi chúng tôi đưa một người Phật tử thân, một người đã quen biết không phải là 5 năm, 10 năm mà mấy chục năm từ khi chùa mới hình thành. Và gia đình Phật tử đó thì gắn bó với chùa và gắn bó với chúng tôi rất là nhiều, qua rất là nhiều việc. Vì nó bị Covid và chết, thưa quý vị. Một ngày mùa thu, chúng tôi đưa cái linh cữu của vị đó đến nghĩa địa, và cái thân xác vị đó nằm vào lòng đất lạnh. Nhưng mà là một vị tu sĩ thì chúng tôi tin tưởng mãnh liệt là một người mất đi thì cái dòng nghiệp lực và cái dòng tâm thức nó vẫn tiếp tục. Thế đó không phải là
cái hình hài đó, thân xác nó nằm xuống lòng đất, thì mắt tai mũi lưỡi, mũi lưỡi sẽ mục rã. Và khi mắt tai mũi lưỡi thân mục rã thì có nghĩa là sự hiện hữu hoàn toàn không còn gì nữa. Về điểm này thì nó rất là khó nói. Nhưng mà một lần nữa, một khi mà chúng ta tin rằng tâm thức có thể tồn tại mà không nhất thiết lệ thuộc hoàn toàn vào vật chất, thì chúng ta sẽ tin vào có đời sau, có luân hồi. Còn nếu nghĩ rằng tâm thức gắn liền với vật chất, không thể nào mà tâm thức không có vật chất, thì một con người khi tắt thở đưa lên giàn hỏa thì cuộc sống đâu đó về về đó, mất tất cả sự hiện hữu. Cái nhìn này đó nó dẫn đến một cái nhìn khác, một cái nhìn khác là về một cái sự giải thoát của hữu vi pháp. Về điểm này thì nó là một cái nhìn sau cùng mà về tà kiến là được Phật dạy ở đây đó, là có cái chủ thuyết là không có tự tịnh, gọi là nirodha-ditthi. Anirodha-ditthi tức là sự tự tịnh ở đây là sự vượt khỏi năm quẩn. Ở trong năm quẩn này thì sắc quẩn thuộc về vật chất, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. Và thưa quý vị, tất cả chúng ta rất khó để mà nghĩ về vật chất. Có một lần ngài Asati đi vào thành Vương Xá, thì có một người hỏi ngài về một câu hỏi cổ điển là Như Lai tức là bậc hoàn toàn giải thoát được thì còn tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Và tôn giả Asichi thì nói rằng Đức Phật không có nói Như Lai tồn tại và không nói Như Lai không tồn tại. Thì cái bụi sĩ ngoại đạo đó miệt thị ngài Xá Lợi Phật, ngài Asichi là nhốt quá. Khi ngài Asichi trở về gặp Đức Phật thì Đức Phật đã nêu rõ là ngài Asichi nói đúng, là Đức Phật ngài không có nói rằng Như Lai có tồn tại hay Như Lai không tồn tại. Nhưng mà Đức Phật ngài có nói thêm, để dạy thêm là Asichi có nghĩ rằng tìm Như Lai ở sắc không, tìm Như Lai ở thọ không, nó dạ không, tìm Như Lai ở hành không, nó không, tìm Như Lai ở thức không, thì không. Nếu không tìm Như Lai ở sắc thọ tưởng hành thức thì không nên nói rằng khi sắc thọ tưởng hành thức chấm dứt là Như Lai còn hay không còn. Thứ gì đoạn kinh này đó thì ở một cái điểm nhấn đó, nó rất là tương đồng, rất là gần với cái ý nghĩa của kinh Kim Cang trong Phật giáo Bắc truyền. Rất là thú vị, rất là thú vị khi mà mình nhận thức Như Lai không phải ở sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu không nhận sắc thọ tưởng hành thức thì đừng nói là sắc thọ tưởng hành thức mà nó hết rồi đó thì là Như Lai còn hay không còn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là bình thường là bây giờ chúng ta rất thương cha, thương mẹ. Và một ngày nào đó cha mẹ mất đi. Thì không nghĩa là cha mẹ mất đi là chúng ta không có cha, không có mẹ. Bảo rằng có thì cũng phải, mà nó không có cũng không phải. Có là bây giờ cha mẹ không còn ngồi được ăn uống nghe chúng ta nói được,
Nhưng mà bảo rằng chúng ta không cha không mẹ thì cũng phải. Là bởi vì cha mẹ đối với trong lòng chúng ta đó là một cái gì rộng lớn, không phải chỉ có bằng xương bằng thịt, mà cha mẹ đó là cả một cái gì ảnh hưởng cuộc sống tinh thần, sự giáo dục, quan niệm của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta. Ở trong chúng ta đó thì luôn luôn mang nhiều cái dấu ấn của cha của mẹ để lại. Thì như vậy mặc dù cha mẹ không còn hiện diện trên cuộc đời này bằng xương bằng thịt bằng hình mà chúng ta thấy, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà cha mẹ hoàn toàn mất. Thầy Đỗ cũng vậy. Ví dụ như là Ngài Thầy Sự bây giờ Ngài không còn ở trên đời này, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà Ngài Thầy Sự không có. Những cái suy nghĩ, những cái học thuật, những cái gì mà Ngài đã làm đó, bây giờ nó bàn bạc hiện diện ở trong lòng của chư tăng, trong lòng của Phật tử. Những gì mà Ngài làm, những gì mà Ngài để lại còn chứ không phải không còn. Vấn đề là chúng ta có thấy được hay không. Đó là chúng tôi dùng một cái thí dụ rất là thường thức để chúng ta nói. Ngài Tịnh Sự không phải chỉ có tồn tại ở trong cái hình hài tứ đại của Ngài, mà chúng ta nói Ngài Tịnh Sự còn là một sự hiện diện của một sự nghiệp phiên dịch kinh điển, giới thiệu môn A Di Đà vào Phật học Việt Nam. Và vì vậy chúng ta nói chung là có rất là nhiều thế hệ của các bậc tiền bối đã đi trước. Cho dù bây giờ chúng ta không biết tên, không biết danh tánh, không biết rõ, nhưng mà tất cả chúng ta đang thừa kế một cái gia tài giáo pháp mà các ngài đã thọ trì, đã học hỏi, đã thực hành và đã truyền thừa đến ngày hôm nay, 25 thế kỷ sau khi Đức Phật tịch diệt, thì chúng ta vẫn còn có ngôi nhà giáo pháp. Thì như vậy bảo rằng những công trình của Ngài Ananda, của Ngài Upali, của Ngài Mahakayip, của Ngài Moklana Kisa, tất cả những gì đó đều tan thành mây khói không còn nữa, thì không nên nói như vậy. Và không nên nói cái ảnh hưởng xa, ảnh hưởng gần. Ở đây chỉ là một thí dụ thôi. Chúng tôi không lấy điều này để chứng minh về cái sự hiện hữu của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là có những cái mà chúng ta gọi là còn là mất, nó không có đơn giản như là cái người phàm mắt thịt chúng ta nhìn. Chúng ta phải nhìn một cái sự việc ở nó rộng hơn. Thì thưa quý vị, quan niệm rằng không có sự tịch tịnh, thì nó giống như là người ta hay nói như vậy là yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ. Bây giờ mình nói rằng các pháp hữu vi là khổ, nhưng mà mình sống mà không thể không sống với pháp hữu vi được, không thể vượt khỏi pháp hữu vi được, thì thà chịu khổ hơn chịu lỗ. Ở đây nó không phải là lỗ hay là gì, nhưng mà ý chúng ta nói như vậy, với quan niệm của nhiều người là cuộc sống nó không có giải thoát. Mình biết rằng vật chất sanh diệt, tâm thức sanh diệt, dù rằng biết nó bị vô thường, và cái gì vô thường này nó không có hoàn hảo. Cái gì vô thường là khổ, có biến hoại sẽ là thường, thì nó không phải là ta, phải là của ta, tự ngã của ta. Nhưng mà chúng ta vẫn bám vào sắc quẩn là của ta, thọ quẩn là của ta, hành quẩn là của ta, thực quẩn của ta, sắc thọ tưởng hành thức là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Thì mới nghe thì những cái chuyện đó nó không có vấn đề gì hết. Ồ, sắc thọ tưởng hành thức là của ta, là ta, tự ngã của ta. Nhưng mà cái quan niệm đó làm cho chúng ta khổ, rất khổ trong cuộc sống. Và rất khổ. Bây giờ chúng tôi sống ở tại Mỹ này, hiện tại đang xảy ra một việc mà
nó có thể dẫn đến bạo loạn của nước Mỹ. Có những người thì sùng bái Tổng thống Donald Trump, và có những người Donald Trump, hai bên đều rất cực đoan. Những người sùng bái Tổng thống Donald Trump thì một nước Mỹ mà không chấp nhận Tổng thống Donald Trump là không tưởng được, là quan trọng không thể chấp nhận được. Tổng thống Donald Trump phải là vì là Tổng thống lãnh đạo. Có những người nói ngán quá rồi, bây giờ phải đổi Tổng thống. Và hai bên rất là quyết liệt với nhau. Dạ, rất quyết liệt. Thì thưa quý vị, cái chấp thủ đó là tôi đó. Dạ, Tổng thống của tôi. Tổng thống là tôi đó, là tự ngã của tôi đó. Chúng ta hạnh diện về điều đó, chúng ta hạnh phúc về điều đó, nhưng mà chúng ta cũng đau đớn về điều đó, chúng ta cũng khổ về điều đó. Có cái chấp thủ nào về đây là của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi mà không có đau khổ? Và nói cho cùng đó thì tất cả những cái ngã sở, ngã thủ đều dẫn đến đau khổ. Mình muốn biết thì bây giờ mình thấy. Mình muốn biết bây giờ mình thấy. Luôn luôn nó khổ. Chứ tôi ở trong chùa có rất nhiều lần đi tụng kinh. Chứ tôi nhớ có một lần đi tụng kinh cho bộ ông, vợ của bộ ông gia sĩ. Ông gia sĩ thì có tiền. Và ông rất thương người vợ. Nhưng mà người vợ lại bị ung thư tủy. Cuộc sống của hai vợ chồng nó rất đẹp. Đẹp như một cái giấc mơ vậy đó. À, hai vợ chồng trẻ, nam thanh nữ tú, bạn học trong trường, thậm chí trong trường trung học, high school sweetheart, rồi đi học nha, cùng nhau, cùng ra trường với nhau. Ra trường mà ông chồng là ưu hạng nữa. Ra trường rồi cha mẹ giúp đỡ, bước đầu có sự nghiệp, có tài sản, nhà cửa, nhà cao, cửa rộng. Hai đứa con rất là kháo khỉnh dễ thương. Cuộc đời một màu xanh rất đẹp. Nhưng mà rồi khi người vợ tới 37 tuổi thôi thì bỗng nhiên có một ngày bị xỉu và đưa vào bệnh viện thì người ta khám phá ra bị ung thư tủy. Chúng tôi đi đám tang mà điều khổ sở nhất là ông bác sĩ, ông gia sĩ đó, đó. Anh gọi là anh gia sĩ đúng hơn, cứ hỏi chúng tôi hoài, thầy vợ con bây giờ ở đâu? Ông hỏi hoài. Chúng tôi thật sự là không biết, và chúng tôi cũng biết trả lời thế nào. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể học ở đây được đó, là một cái gì mà chúng ta quá sùng bái, cái gì mà chúng ta bám víu, cái gì mà chúng ta quá chấp thủ, thì nó không đơn giản chỉ là bám víu, không đơn giản chỉ là sùng bái, không đơn giản là chấp thủ, mà đằng sau đó nó là một nỗi khổ lớn. Nỗi khổ to lớn đó là một khi nó chuyển đổi theo cái luật vô thường. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, quan niệm thì có quan niệm, nhưng mà ráng nhìn. Và khi mà chúng ta nhìn tất cả những hiện tượng đó, thì nó đều có cái trạng thái sinh và diệt. Chúng tôi không biết là trong vòng lịch sử đã có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đế quốc. Chúng ta có một đế quốc lớn nhất trong lịch sử như gọi là đế quốc Mông Cổ, hay là một đế quốc có ảnh hưởng đến nền văn minh của Âu Châu, đế quốc La Mã, hay là ở Việt Nam chúng ta có đế quốc Trung Hoa hay đế quốc Khmer. Những đế quốc đó tan biến thời gian, nhưng mà trong cuộc đời của chúng tôi đó, hồi còn nhỏ tới lớn, có những thứ mà mình nghĩ rằng nó không dự thay đổi vỡ được, ví dụ như là
cộng sản. Nếu vì chúng ta từ lớn lên đó, thì thấy cộng sản mạnh lắm, sống một chiều thì Liên Xô tan rã, và chúng ta có thể thấy được nhiều cái bật đổi sau giờ khác mà mình không nhìn thấy được. Vì vậy cái chân thực mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó là một khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng sanh diệt, nó vốn là một hiển nhiên của thân, của tâm, của vật chất và của tâm thức, thì chúng ta sẽ hiểu được câu nói rằng pháp hành vốn vô thường, sanh là tự tánh, có sanh ắt phải diệt, tịch tịnh là an lạc. Có những người không tin vào sự tịch tịnh mà luôn luôn nghĩ rằng dù là có sanh ắt phải diệt thì mới hạnh phúc, nhưng mà đã diệt rồi thì lấy gì hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta rất đau khi mà không còn nữa, chúng ta rất đau khi mà cuộc sống nó thay đổi, nó không như ý của mình. Chúng tôi nhớ có một lần nghe một học giả Tây Phương, ông này là giáo sư về Phật học của Đại học Santa Barbara ở California, ông có nói là theo ông đó, thì giáo lý của Đạo Phật là pragmatism, pragmatic tức là thực dụng. Thì ông trình bày quan điểm của ông là Đức Phật dạy không có nên chạy theo những giáo thuyết, mà là phải coi cái sự chấp trì những giáo thuyết đó nó đem chúng ta vui hay là khổ. Và nếu nó khiến cho mình khổ thì đừng chấp trì, nếu nó khiến cho mình ác hơn thì đừng chấp trì. Thì cái giá trị của Đạo Phật là chỗ thực tiễn. Dĩ nhiên là chúng ta có thể đồng ý với, có đồng ý với không đồng ý về chuyện này, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc ở đây một điều rằng Đức Phật dạy chúng ta trở về với một cái thái độ cuộc sống, mà ở trong cái lời kết của bài pháp này thì dạy về bốn hạng người. Có người chuyên làm khổ người khác, có người chuyên làm khổ mình, có người chuyên làm khổ cả hai, và có người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, mà có thể làm an lạc cho mình và an lạc cho người khác. Đức Phật dạy điều này, ngài có đưa ra thí dụ một người mà chuyên môn sát sanh, chuyên môn trộm cướp, chuyên môn tạo ác nghiệp đó, thì là chuyên gây đau thương cho người khác. Có những vị tự hành sát, tự khổ hạnh là chuyên làm khổ mình. Có những người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác là do mình có một cái chấp kiến, và từ chấp kiến này bản thân mình không hạnh phúc, người khác cũng không hạnh phúc. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh của những vị vua chúa Bà La Môn ngày xưa mà tà kiến, mà có những cái tế đàn, và những tế đàn này thân mình cũng khổ, người khác cũng khổ. Nhưng mà thưa quý vị, cái bài học đó ngày xưa, bài học bây giờ á, chúng ta đọc sách, mà nếu khi nào chúng ta đọc là những cuốn sách tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn viết về một cái thời nào đó mà cái văn hóa phong kiến của chúng ta là rất nặng, rất trọng về danh dự gia đình, thì cái hình ảnh của một bà mẹ chồng cai nghiệt, hay là ở trong một gia đình mà nặng về cái độ phong kiến, cái gì cũng là danh dự của gia đình hết. Và vì nặng danh dự gia đình đó, bản thân của mình khổ mà con gái cũng khổ, tại vì chấp thủ là nó phải làm như vậy đó. Thì bản thân của mình, người ta nói đến cái chuyện là một cái đám cưới, yêu thương đâu không thấy, mà thấy bao nhiêu là cái sự phiền hà. Và khi mà cưới xong á, cô dâu chú rể sanh con đẻ cái, 20 năm sau còn phải trả nợ, nợ cho cái đám cưới mà gọi là rạng rỡ tông môn đó. Thì cái đó đúng là sống là khổ mình cả. Tại vì sao vậy? Bản thân của mình khổ rồi mà con cái mình nó cũng khổ. Mình thấy chuyện đó nhiều. Trong đời sống là không biết bao nhiêu người mà bằng cái quan niệm
này quan niệm khác, đau khổ người mình khổ khác. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cũng có cái hạng người không làm khổ mình, không làm khổ người khác, sống an lạc cho mình, sống an lạc cho người khác. Đó là con người có khả năng tự chuyển hóa bản thân mình bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Con đường tu tập á, giới định tuệ là con đường Đức Phật khẳng định rằng khiến cho mình hạnh phúc và cho người khác được hạnh phúc. Khi mà Đức Phật dạy như vậy thì ngài mở ra chúng ta một cái hướng sống là chúng ta đừng chạy theo những chủ nghĩa. Ngày nay thưa quý vị, xã hội đang có những cái giằng co rất lớn. Ở trong những giằng co đó đa phần là phải đưa ra những quan điểm. Đây là bảo thủ, đây là cấp tiến, đây là dân chủ, đây là cộng hòa, đây là tự do, đây là cộng sản, đây là tư bản, đây là xã hội. Nếu chúng ta để ý, một cái xã hội mà phát triển tốt là một xã hội thực dụng. Và một xã hội mà điêu linh là xã hội chạy theo những cái lý tưởng, những cái chủ nghĩa. Chủ nghĩa nào cũng vậy đó, thì luôn luôn dẫn đến cực đoan. Ở trong một xã hội mà dung dị, vấn đề quan trọng không phải là mình theo chủ nghĩa này, vấn đề chủ nghĩa kia. Con người, xã hội không phải để phụng sự chủ nghĩa, mà quan trọng đó là thực tiễn. Ở trong từng giai đoạn, những gì mà đưa ra đó, nó có đáp ứng, nó có làm tốt hơn, làm chúng ta an lạc hay không? Lấy một thí dụ là, bây giờ một đất nước có vua, thì có tốt không? Chúng ta lấy đất nước Thái Lan là một ví dụ. Vua mà minh quân, như vua Phubiphol, vị vua của thứ chính của triều đại Chắc Kỳ, vị vua mà đã trị vì quốc khá là hơn 60 năm mà vừa mất cách đây vài năm. Thì một đất nước có vua, một vua như vậy thì đất nước cũng nên có. Tại vì sao vậy? Đó là vị vua mang lại hạnh phúc. Nhưng bây giờ vị vua chết rồi, đứa con lên thừa hưởng gia tài giàu có ông cha để lại, một phương quốc đẹp đẽ mà làm càng ngày càng tệ đi, thì đất nước như vậy không nên có vua. Thì cái vấn đề không phải là mình nên chấp nhận quân chủ hay không quân chủ. Mình nói là quân chủ là tốt hay không quân chủ là tốt. Con người chúng ta bị điên cuồng là chạy theo một cái chủ nghĩa. Nhưng mà vấn đề chính của sự việc đó là nó không phải là chủ nghĩa, không phải là cái chế độ. Quan trọng là ở trong từng giai đoạn nó có đáp ứng được cái nhu cầu hay không. Chúng ta nhắc lại một lần nữa là Đức Phật dạy chúng ta tinh thần thực tiễn. Và cái thực tiễn đó hay là pragmatic, pragmatism, realistic, đó là những cái gì đó mà chúng ta nên cẩn trọng quan sát trong đời sống. Có nhiều người thưa quý vị, họ luôn luôn quan niệm rằng uống nhân sâm là tốt, ăn yến nhiều là tốt. Thì có nhiều người họ nói rằng cũng tùy người. Có người sử dụng nhân sâm tốt, người nhân sâm không tốt. Mình phải biết lắng nghe chính mình. Có những người ăn yến chỉ là tốn tiền thôi. Chứ nhiều ăn yến cũng cảm thấy có được cái lợi lạc gì đó. Thì vấn đề là chúng ta biết lắng nghe chính mình, coi có lợi hay không có lợi. Bài kinh này Đức Phật dạy cho những người dân ở làng Sa La. Như chúng tôi nói rằng đó là một cái thị trấn giữa đàn. Và thị trấn giữa đàn này dẫn đi vào trong khu rừng Đại Lâm, một nơi mà các vị tu sĩ lui tới nhiều. Người Bắc họ có một cái câu gọi là nhiều thầy ma thối. Một cái nơi mà nhiều vị tu sĩ lui tới đó, thì nó cũng có cái tốt, mà nó cũng có cái không tốt. Chúng tôi biết ở Houston này có cái đạo tràng lập ra. Đạo tràng này thường hay mời rất nhiều thầy về giảng pháp. Tại vì những người này họ chê các ngôi chùa. Ngôi chùa này thì theo hòa thượng này, theo chùa kia, theo vị thiền sư kia. Còn đạo tràng chúng tôi là Nam Tông cũng thỉnh, Bắc Tông cũng thỉnh, thầy này thỉnh, thầy kia thỉnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi những người theo đạo tràng nó họ biết tu cái chuyện nào. Tại vì nhiều thầy quá. Thì đúng như chúng ta nói nhiều thầy ma thôi. Đôi khi chúng ta đọc câu chuyện mà những người ở làng xíu xa, ở trong cái thị trấn giữa đàn, giờ middle
Midway Village là thị trấn chưa đáng. Thì thưa quý vị, nó là một cái trục lộ được tiếp xúc nhiều, nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta hoang mang nhiều. Lắng nghe kỹ lời dạy của Đức Phật và chúng ta hiểu được giáo lý trung đạo, chúng ta hiểu được giá trị của đường giới định tuệ, chúng ta hiểu cái tai hại của những kiến chấp như là chủ thuyết hư vô, hay là vô quả kiến, vô nhân kiến, hay là chủ thuyết về phi vật chất, chủ thuyết về vô tịch tịnh, thì những điều đó cho chúng ta những bài học lớn, và bốn hạng người cho chúng ta những bài học lớn. Thưa quý vị, rất tiếc là ngày hôm nay bài đọc dài quá, và nếu mà đi sâu vào từng phần một thì chúng ta không có thời giờ để thảo luận. Do vậy chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở đây. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng giải bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng từ bi mở giảng dạy Phật hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường tu tập hồng ân đem lại an lạc trong đời sống, đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được phát mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Thank you.
Thank you.